Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lợi dụng công nghệ diễn biến hết sức phức tạp, nhiều trường hợp nạn nhân bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Công an phường 3, quận Gò Vấp qua thực tế công tác đã xây dựng nội dung tuyên truyền này nhằm phổ biến đến nhân dân trên địa bàn phường về phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua điện thoại và Internet. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là lừa đảo qua điện thoại và Internet. Lừa đảo qua điện thoại và Internet là thủ đoạn sử dụng các cuộc gọi, tin nhắn điện thoại, các ứng dụng trao đổi thông tin trên mạng Internet, tạo ra các tình huống không có thật nhằm dẫn dụ nạn nhân để thực hiện mục đích vụ lợi trái pháp luật. Lừa đảo qua điện thoại và Internet được nhận diện cơ bản như sau. Một người mà bạn không biết hoặc chưa xác định, liên lạc với bạn thông qua điện thoại hoặc Internet, yêu cầu bạn chuyển tiền hoặc cung cấp mật khẩu tài khoản. Khi có các dấu hiệu trên, hãy hết sức cảnh giác và đề phòng. Lừa đảo qua điện thoại và Internet diễn ra với rất nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Có thể kể ra một số hình thức lừa đảo phổ biến sau. Hình thức đầu tiên và phổ biến nhất là gọi điện thoại giả mạo cơ quan chức năng. Hình thức thứ hai là giả mạo nhân viên ngân hàng xác minh tài khoản. Hình thức thứ ba là giả người quen nhắn tin, nhờ chuyển tiền, thẻ cào điện thoại. Hình thức thứ tư là người nước ngoài lừa kết bạn qua Facebook. Hình thức thứ năm là gửi các tin nhắn trúng thưởng giả. Và cuối cùng là lừa đảo khi mua hàng qua mạng. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu từng thủ đoạn lừa đảo cụ thể. Đầu tiên là thủ đoạn lừa đảo giả mạo cơ quan chức năng. Ở thủ đoạn lừa đảo này, đối tượng thường gọi điện tự xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, báo có bưu phẩm chờ phát hoặc nợ cước điện thoại nhằm thu thập các thông tin cá nhân. Sau đó, nạn nhân được tự động kết nối với đường dây nóng của Bộ Công an, thông báo họ có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy hoặc rửa tiền. Chúng yêu cầu nạn nhân rút tiền và gửi vào các tài khoản mà chúng đã chuẩn bị sẵn để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng sử dụng phần mềm giả lập số điện thoại giống số điện thoại của cơ quan chức năng. Nạn nhân chỉ phát hiện mình bị lừa sau khi đã chuyển tiền và không liên lạc được nữa. Một thủ đoạn cũng được thực hiện qua điện thoại, đó là thủ đoạn lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng. Ở thủ đoạn lừa đảo này, đối tượng lừa đảo thu thập thông tin về các tài khoản từ nhiều nguồn khác nhau như các giao dịch mua bán online hoặc đánh cắp qua các trang web giả. Chúng xây dựng những kịch bản mà người dùng hay gặp phải như chuyển tiền đi, có người chuyển tiền đến hoặc có giao dịch nhưng bị lỗi. Chúng giả danh nhân viên ngân hàng, liên hệ với nạn nhân, yêu cầu cung cấp các thông tin như mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP. Khi đã có các thông tin bảo mật, đối tượng ngay lập tức chiếm đoạt tài khoản và rút hết tiền mà nạn nhân đang có. Người dùng Facebook và các ứng dụng mạng xã hội cần đặc biệt lưu ý với thủ đoạn lừa đảo giả người quen nhờ chuyển tiền. Ở thủ đoạn lừa đảo này, đối tượng lừa đảo thường đánh cắp tài khoản Facebook bằng cách dò mật khẩu hoặc lập các trang web giả, dẫn dụ người dùng đăng nhập. Tài khoản bị đánh cắp thường có mật khẩu đơn giản, dễ nhớ. Chúng thường nhắm vào các chủ tài khoản đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài. Sau khi đánh cắp tài khoản Facebook, đối tượng sẽ nghiên cứu kỹ các thông tin cá nhân, mối quan hệ, lịch sử trò chuyện để tạo ra các kịch bản lừa đảo. Cuối cùng, chúng gửi tin nhắn cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của chủ tài khoản, nhờ chuyển tiền, mua đồ hoặc thẻ cào điện thoại. Cũng liên quan đến Facebook và mạng xã hội, đối tượng là người nước ngoài thường câu kết với người Việt Nam để thực hiện thủ đoạn lừa đảo kết bạn qua Facebook. Ở thủ đoạn lừa đảo này, đối tượng là người nước ngoài sử dụng Facebook, giả danh quân nhân, người giàu có, để kết bạn với các phụ nữ Việt Nam. Chúng thông tin cho nạn nhân về quà tặng hoặc nhờ nhận hộ các món hàng giá trị lớn qua các hóa đơn và tin nhắn giả. Một đối tượng giả danh nhân viên chuyển phát nhanh, hải quan, gọi điện cho nạn nhân thông báo về việc có kiện hàng từ nước ngoài chuyển về. Để nhận được hàng hóa, nạn nhân phải trả phí, đóng tiền phạt với đủ lý do như hàng giá trị lớn, bên trong có tiền mặt bị hải quan giữ lại. Thủ đoạn tiếp theo, giả tin nhắn trúng thưởng, là thủ đoạn lừa đảo đánh vào tâm lý. Khi mua hàng hay tham gia các giao dịch đều muốn nhận được quà, được rút thăm trúng thưởng. Ở thủ đoạn lừa đảo này, đối tượng dùng các thẻ SIM rác, gọi điện thông báo số thuê bao của người bị hại, trúng thưởng một phần quà có giá trị lớn như xe SH, xe Airblade. Chúng tạo niềm tin bằng cách cho người bị hại kết nối điện thoại với số máy của những người đã trúng thưởng trước đó. Để nhận được giải thưởng cao, người bị hại phải làm thủ tục bằng cách mua và nhắn thông tin thẻ cào điện thoại có giá trị cho đối tượng. Chúng còn yêu cầu người bị hại chuyển tiền phí vận chuyển, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện, làm biển số xe và các chi phí khác. Người kinh doanh mua bán hàng qua mạng cần nghiên cứu kỹ thủ đoạn gửi các thông tin thanh toán giả để lừa giao hàng. Ở thủ đoạn lừa đảo này, đối tượng lừa đảo tham gia các trang bán hàng online, chúng tạo thông tin giả để người bán hàng lầm tưởng đã nhận tiền và giao hàng cho chúng. Thông tin giả có thể là tin nhắn chuyển tiền của tổng đài hoặc hình ảnh biên lai giả, khớp với thông tin giao dịch đang thực hiện. Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn gửi tin nhắn chuyển khoản với đường link lạ, dẫn dụ người bán hàng đăng nhập để chiếm đoạt mật khẩu. Khi đã có các thông tin bảo mật, đối tượng ngay lập tức chiếm đoạt tài khoản và rút hết tiền mà nạn nhân đang có.
qua tìm hiểu các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua điện thoại và Internet. Có thể thấy, trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã triệt để lợi dụng sự mất cảnh giác nhằm tạo dựng niềm tin, từ đó gây ra sự hoang mang và một số trường hợp đánh vào lòng tham của người bị hại. Như vậy, để phòng ngừa có hiệu quả đối với loại tội phạm này, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau đây. Trước tiên, có 5 điều cần lưu ý trong phòng ngừa loại tội phạm này. Đầu tiên là các cuộc gọi được thực hiện qua Internet, số điện thoại gọi đến đều có dấu cộng ở phía trước dãy số. Thứ hai là cơ quan công an, viện kiểm sát không làm việc với người vi phạm qua điện thoại. Thứ ba là không ai có quyền yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân, tổ chức để điều tra, xác minh. Thứ tư là các website chính thức thường được bắt đầu bằng chữ HTTPS và có logo, ổ khóa bảo mật. Và cuối cùng, các chương trình trúng thưởng không bao giờ yêu cầu khách hàng nộp tiền để đổi quà. Để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo mà bọn tội phạm răng ra, chúng ta đặc biệt phải nêu cao cảnh giác. Cảnh giác khi có điện thoại của người lạ, đặc biệt người tự xưng là cơ quan nhà nước, ngân hàng yêu cầu thu thập thông tin cá nhân. Cảnh giác với các lời mời kết bạn từ người nước ngoài, từ chối nhận quà, bưu phẩm từ những người mà bạn chưa biết rõ. Cảnh giác khi có cuộc gọi, tin nhắn trúng thưởng giá trị lớn, xác minh kỹ các thông tin về khuyến mãi trên các trang tin điện tử. Cảnh giác với bất kỳ đề nghị nào liên quan đến chuyển tiền, không chuyển tiền khi không biết rõ nội dung và thông tin người nhận. Bảo mật thông tin có vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua điện thoại và Internet. Vì trong hầu hết các thủ đoạn mà chúng ta vừa tìm hiểu, đối tượng thường bắt đầu bằng việc thu thập các thông tin cá nhân của người bị hại. Để bảo mật thông tin, chúng ta cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau. Không công khai các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng lên các website và trang mạng xã hội. Không cung cấp mạng OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, email, Facebook cho bất kỳ ai và dưới bất kỳ hình thức nào. Không truy cập và thực hiện giao dịch trên các link, website lạ được gửi đến từ điện thoại, tin nhắn, email. Không sử dụng họ tên, ngày, tháng, năm sinh làm mật khẩu, cài đặt cảnh báo đăng nhập Facebook, email để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Tiếp theo là một số tình huống chúng ta có thể gặp phải và gợi ý cách thức xử lý. Tình huống 1, có cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng. Khi gặp tình huống này, hãy đề nghị họ cho biết họ tên, nơi làm việc để trực tiếp đến liên hệ trao đổi. Tình huống 2, có tin nhắn vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại qua Facebook. Khi gặp tình huống này, hãy gọi điện thoại trực tiếp cho chủ số điện thoại, tài khoản Facebook để trao đổi, xác minh. Tình huống 3, khi sử dụng tài khoản ngân hàng hãy đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản. Nếu phát hiện các giao dịch gian lận hoặc nghi ngờ, hãy liên lạc ngay đến ngân hàng để kiểm tra, ngăn chặn. Tình huống 4, người bán hàng online phải tìm hiểu về các phương thức thanh toán và chuyển khoản. Kiểm tra thật kỹ khi có tin nhắn hoặc biên lai xác nhận người mua hàng đã trả tiền. Chúng ta cần làm gì khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo? Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo qua điện thoại và Internet, hãy bình tĩnh, chủ động ghi lại thông tin về đối tượng, số điện thoại và các thông tin khác do đối tượng cung cấp. Kịp thời báo cho cơ quan công an nơi cư trú để tổ chức xác minh làm rõ. Qua video clip này, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một số thông tin về tội phạm lừa đảo qua điện thoại và Internet. Hy vọng bà con nhân dân đã hiểu rõ hơn về phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa đối với loại tội phạm đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Rất mong bà con nhân dân cùng chia sẻ nội dung tuyên truyền này nhằm bảo vệ tài sản của mình và những người xung quanh, chung tay phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an phường, xin trân trọng cảm ơn.